nhà trong đó sau đó nó lúc nó giờ thì tại Pelu huyện nó cô tổ chức làm một vòng loại thế rồi hàng đầu làm một vòng thì rau tây mỏ này là giờ thì ít của trái già rồi ít sự thì cái trái nhỏ mông là giờ cái trái mông cái trái nhát la nó ơi mà tính là thế giờ thì nhát la tính thì lúc nào bây giờ nó loại rễ nó chấp là chế tan cho đó họ lưu huyện nó sau đó to của nó của họ thì nó ẩm thực cho đó lưu huyện nó giờ một cô loại rễ để chống thập rồi đấy ra về nó thì nhát la nữa nhát la tên chùa họ tan cho trò thì dù lũ xã lưu huyện và tuần huyện nên mình trong cả tất cả các xã đó nó đấy họ nói là bên mông đi tu chi và ít dự tên lầu rồi họ dân của mua là muốn đấy tên nào mà thế tên lầu bao đó suy chặt tao rồi chỉ bao nó nữa nó không xa cho nó thì giờ còn nó giờ thành đấy nó giờ cây thế chứ nhưng chỗ tạo của giờ cây nữa rồi suy giải đó suy giải ta thôi nên là bây giờ bé tổ cứ tìm mong và sơ sơ và cây nữa thì nó nhớ đó bố bé là cha và bé nhớ đó rồi xa đó mình đang có chia thế nó đỏ rẻ cho sau đó tan tan cho tuần huyện đấy chẳng cứ tìm bao nhiêu sau đó đấy có số cha số dạy cái lão rẻ gì đó rồi mà lão rẻ cái kia thì cứ tìm bao nhiêu sau đó tôi đã biết sai là phía sau thế nhà mình đang lo bị tia này chứ không gì sao đây để tôi bảo coi đó, chuyện nó có thay rồi, xin sống lên à. Nó chạy nữa.
cái này có chuẩn bị cho ý là chuẩn bị có cái gì đó à 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 nó chuyển nhà xuống đây bây giờ mới giàu ấy của mù thế của em mù còn giống mù thế nào còn nó sẽ giờ thì nó kia nó mà sẽ là tôi nó giờ để cho nó không muốn sẽ giờ thì nó mà nó gọi cho nó muốn